Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, tọa lạc tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và là đô thị trung tâm của vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. Từ một ngôi trường được thành lập theo quyết định số 136 ngày 2 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập khoa kinh tế nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông lâm và khoa kinh tế công nghiệp thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã lớn mạnh không ngừng cả về quy mô, lĩnh vực và chất lượng đào tạo. Hàng vạn cử nhân, hàng nghìn thạc sĩ và tiến sĩ đã được học tập, nghiên cứu tại trường, đã thực sự trở thành nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và sẵn sàng phục vụ mọi miền đất nước. Với những nỗ lực xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên đã khẳng định được vị thế của mình trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các địa phương trong khu vực vùng núi phía Bắc và cả nước. Từ môi trường đào tạo thứ ba, những cán bộ quản lý quản trị kinh doanh, doanh nhân xuất sắc, những công dân toàn cầu đã bước ra cuộc sống, gặt hái nhiều thành công trên mọi lĩnh vực, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Với cơ cấu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh luôn coi trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đội ngũ giảng viên của nhà trường được đào tạo ở các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước, có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết, trở thành thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Tính đến tháng 4 năm 2024, đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường là 339, trong đó có 252 giảng viên với 5 phó giáo sư, 110 tiến sĩ, 137 thạc sĩ. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, đổi mới và xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Hiện nay, nhà trường đang vận hành một hệ thống chương trình đào tạo đa dạng gồm 13 ngành đào tạo với 20 chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, 4 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Nhiều chương trình đào tạo liên kết với các cơ sở giáo dục đại học uy tín trong khu vực và trên thế giới được triển khai hiệu quả, mang đến môi trường học tập đa văn hóa với hơn 1.000 sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nigeria, Philippines, khẳng định sự uy tín và chất lượng của các chương trình đào tạo của nhà trường là điểm đến uy tín để sinh viên quốc tế lựa chọn, phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp, định hướng tương lai. Nhà trường phát triển quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng với hơn 80 đại học, viện nghiên cứu và tổ chức uy tín trên toàn thế giới, triển khai 12 dự án quốc tế và 8 chương trình liên kết đào tạo quốc tế, hàng trăm lượt chuyên gia quốc tế uy tín đến giảng dạy và hợp tác nghiên cứu, tổ chức hơn 300 hội thảo, hội nghị, tập huấn có yếu tố nước ngoài. Nhà trường đã triển khai hơn 500 đề tài, chương trình và dự án chuyển giao khoa học công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh, công bố hàng trăm bài báo quốc tế uy tín, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển tri thức, thực hiện hiệu quả công tác tư vấn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của các địa phương, khu vực và cả nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Với đội ngũ cán bộ giảng dạy, chương trình đào tạo tiên tiến đã góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường. Quy mô đào tạo của nhà trường trong năm học 2023-2024 gần 8.000 người học, trong đó có 7.068 sinh viên đại học, 898 học viên cao học và 38 nghiên cứu sinh. Tỷ lệ sinh viên có việc tốt sau một năm ra trường, theo thống kê hàng năm, đạt trên 95%. Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ do trường đào tạo đã trở thành lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả đó là bằng chứng thực tế khẳng định chất lượng và uy tín trong hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường. Cùng với đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học được quan tâm đầu tư đồng bộ, tạo môi trường học tập hiện đại, chuyên nghiệp. Đến nay, nhà trường có hệ thống các giảng đường, nhà làm việc, ký túc xá hiện đại. Cùng với niềm tin về uy tín trong chất lượng giáo dục, công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên được triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Số doanh nghiệp thường xuyên tham gia chương trình ngày hội tư vấn tuyển dụng và hỗ trợ việc làm do nhà trường tổ chức là trên 30 doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội được nhận nhiều học bổng từ nhà trường, các tổ chức và doanh nghiệp, giúp các em sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn và phát triển năng lực cá nhân. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm ra trường hàng năm trên 95%, trong đó có hơn 70% là đúng với chuyên ngành được đào tạo. Trong kỷ nguyên số,
Dữ liệu là tài sản vô hình nhưng có giá trị rất lớn. Bằng hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về chuyển đổi số, kinh tế số, kinh doanh số, tài chính công nghệ vân vân, từng ngày chúng ta đang bên nhau cùng kiến tạo nên những tài sản có giá trị đó. Kỷ nguyên số cũng là kỷ nguyên của tốc độ. Điều đó có nghĩa là mọi thông tin, mọi quyết định đều phải được đến đúng lúc, đúng hoàn cảnh. Chúng tôi tin rằng chúng ta đang dành cho nhau những cơ hội lựa chọn, những khoảnh khắc vô cùng có giá trị trong suốt hành trình cuộc sống. Em tên là Mạch Thị Phương Thảo, hiện đang là sinh viên năm 4 khoa Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Em cảm thấy rất tự hào khi được học tập tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Nhà trường có rất nhiều các chương trình đào tạo và các môn học ngày càng hiện đại và thực tế. Các môn học của nhà trường luôn hướng tới ứng dụng thực tiễn và bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức rất nhiều các chương trình hoạt động trải nghiệm cho sinh viên tham gia thực tế. Ngoài ra, nhà trường còn có rất nhiều các câu lạc bộ. Việc tham gia hoạt động đoàn, hội, câu lạc bộ đã giúp bản thân em ngày càng cải thiện được nhiều kỹ năng hơn. Bản thân em cũng cảm thấy tự tin và năng động hơn. Điều đó giúp em dễ dàng thích nghi với thị trường lao động sau khi ra trường. Trường đã được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo gồm chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam năm 2023. Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chương trình đào tạo đối với 5 chương trình, trong đó 2 chương trình đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của AUNQA gồm quản trị kinh doanh và marketing. 3 chương trình đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm kế toán, kinh tế đầu tư và tài chính doanh nghiệp. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, đóng góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Trung Du miền núi phía Bắc và cả nước. Nhà trường định hướng sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong nước và khu vực trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý. Với việc xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, mô hình đại học số, thực hiện tự chủ, đi đôi với trách nhiệm xã hội, coi người học là trung tâm của mọi hoạt động và luôn gắn với giá trị cốt lõi, tận tâm, chất lượng và hiệu quả. Nhờ những động lực từ lòng yêu nghề của thế hệ giảng viên là sức trẻ của những công dân số toàn cầu đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, khát khao khám phá những đỉnh cao tri thức sẽ thôi thúc thầy và trò Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh bước tiếp những chặng đường vẻ vang tiếp theo. Hãy cùng Tiêu Ba chia sẻ giấc mơ để vươn tới thành công.